thằng này kinh rồi. Đấy, đuôi bắt đầu nó chụp rồi đấy. Lúc nãy nó còn bè bè. Đang thẻ đúng không? Nó chụp mà nó mới dài. Ừ. Hiểu không? Nhìn nó mới đẹp. Ừ. Bác con mang cái nào bác? Đây. Chưa có lửa. Chưa, mới trong lông. Con này nó chịu tắm gì nữa, nó điều hòa là ok. Đúng rồi. Không tắm. Không tắm nào, chim nó không điều hòa được. Nó tùng lâm rộng gắt, vãi gắt. Đợt này là mới ngồi im nó mới cắt bàn được. Nó có lửa gắt và nó điều hòa được thì nó căng hơn.